Nếu anh em muốn mua Robert một cách dễ dàng, nhanh chóng, uy tín, chất lượng thì hãy truy cập ngay robertviet.com để có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ điện thoại. Thanh toán dễ dàng, nhận ngay Robert nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái nhẫn thực của tộc Kamizuru. Đó chính là triệu hồi những con ong nha anh em. Đây, 1/75. Thì anh em quay Rinnegan, Sharingan còn ra mà anh em. Rồi cái vạn hoa đồng của Itachi anh em quay còn ra mà. Cái nhẫn thực con ong này thì quá bình thường đối với những bạn nào mà quay Genkai rồi đúng không? Các bạn chỉ cần bây giờ hiện tại đang sự kiện Halloween, tập trung lụm kẹo đó đó anh em thấy phía trước không? Nhưng mà bây giờ hình như là mấy bạn vô tâm không lụm kẹo luôn anh em à. Ủa cái gì vậy? Hình như là cái nhân vật được ưởng cái mới lại tổng vô đầu mình phải không? Được. Được lắm. Cấp 400 mấy lại tổng mình một đấm một là mình quy tiền. Tại vì máu của mình á mình không có nâng anh em mà anh em thấy nè. Đập vào chắp ra với ninjutsu hết rồi là bị đấm một phát chết rồi đúng rồi anh em à. Được lắm, được lắm. Tôi sẽ báo thù. Từ từ, muốn báo thù thì mình cần phải lấy vĩ thú ra cái đã anh em. Muốn mà không bị đánh chết đó thì gồng vĩ thú lên ha. Đó, vĩ thú nó sẽ feed đi cái tỷ lệ chết của mình rất là nhiều. Gồng lên, gồng lên, gồng lên. Có 300 máu mà. Đấm một, đấm một là mình đi tông rồi. Đó, ok. Ngon lành. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái nhẫn thực con ong bầu ra nha anh em. Rồi, ok. Mình chưa xài nhẫn thực này bao giờ luôn đó anh em à. Rồi, mình sẽ mở khóa luôn ha. Anh em thấy mình chưa mở khóa là biết mình chưa xài rồi. Rồi, mình đi quét luôn nè. Trời đất ơi, tại sao lại nằm vị trí phim Z trừ. Ôi, căng nha. Nằm vị trí phim Z là căng đấy. Rồi, không sao. Rồi, đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái chiêu phim Z trước nha anh em. Để mình feed đi cái lỗi của mình là không có nâng máu em. Đó, máu bây giờ là 126.000 thì đỡ chết rồi anh em à. Thì khi mà anh em equip cái này ra đó thì anh em sẽ được tăng chấp ra là 2.200, nin là 2.500, tai là 2.200 và HP là 2.100. Chắc mình nghĩ là không có cây Z2 đâu nha anh em. Cũng không có Z3 đâu ha. Chắc mình nghĩ là nó tăng đến 2.000 mấy như vậy rồi là không có Z2, Z3 đâu. Còn mà nó tăng chừng 1.000 mấy á là anh em để ý đi. Là thế nào cũng có Z2, Z3 à. Giờ không có cái nào 1.000 mấy hết rồi, không có Z2, Z3 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bỏ những thực ra mình xài nha anh em. Đầy B nè ha, N nè. Rồi ok. Còn cái này hả? Cái này bỏ ăn hề ra chơi anh em. Nè, cái này nữa nè. Chiêu, chiêu thì cả đống cả lèn gì. Xài không hết luôn á. Đây. Mình cứ set up sơ sơ thôi nha anh em. Rồi. Dạ đi. Rồi ok, mọi thứ xong xuôi. Thả ông nào. Ông của ta đâu? Trời ơi. Mấy con ông này nó bay đến nỗi mà nó định đưa mình bay theo nó luôn anh em, nó tính hại chết mình mà. Đâu lại chiêu tiếp theo. Ui. Cục. Mình thấy nó na ná cái chiêu mà đất sét nổ đó anh em, mà mình lấy đất sét mình nặng ra cái hình con chim mình bay mình thả đó. Còn này là chắc là bay thả miên ông. Đâu vô mình nhận cái nhiệm vụ cái mình biết đúng không? Nhận nhiệm vụ ha, đây. Để coi thử coi là mình cưỡi cái con ong mình có bay mình thả con ong hay không ha. Đất sét nổ thì mình bay là mình thả mấy con chim con rồi đó. Rồi rồi cuối là mình thả nguyên chim bự to đùng luôn. Ở cấp 600 hồi trước à. Thấy cấp 600 là thấy trớt của bắp à. Ăn cục kẹo nuốt không vô, nuốt không trôi mà. Ở đây, tự hai. Hai đứa làm gì vậy ta ha? Anh em thấy rõ ràng làm gì không? Hai người đang đứng tâm sự đời chim biển chim én gì đó, cái mình lợi mình mình phá rối bắt đầu bỏ đi liền. Bỏ đi một nước vậy. Định làm một cái hành động thôi, bỏ đi. Anh em thấy cũng kề kề cận cận sát sát mặt lắm rồi đó. Là anh em biết làm gì anh em tự suy nghĩ em. Mình thì mình không có phân tích ra nhiều. Tại vì kênh này là dành cho những bạn nhỏ. Đa số là mấy bạn nhỏ nhiều. Nên là nói vậy thôi, mí mé vậy thôi. Rồi đâu. Nhiệm vụ bây giờ là mình có nhiệm vụ rồi. Giờ là mình lê lết ra ngoài em. Đây rồi. Chạy chậm thế, không có vị thú chạy. Chán quá.
Rồi, leo lên. Lướt tới. Tiếp tục leo lên đâu. Bây giờ mình sẽ thử ông bự ha. Ông bự xuất hiện đi. À, không phải anh em à. Nó đi nó xịt độc anh em. Chứ không phải là thả mấy cái con hay không. Mình tưởng đâu cũng nà ná chiều đất sét nổ của Dedara chứ nào ngờ. Không phải thì thôi. Rớt thì thôi vậy đây nè. Thả ông đây nè. Cái chiêu thả ông này nó cũng tương tự như cái chiêu đất sét nổ đó anh em. Đất sét nổ thì mình sử dụng cái chiêu cái chiêu đầu tiên này á. Thì là thả nguyên một bầy chim con đúng không? Còn này là nó thả nguyên một bầy ong. Nói chung là hai chiêu thì nó rất là giống nhau và đa ná rất là nhiều không. Đây, mình sẽ thả ong nha. Thả ong. Nó bay vào. Vừa bị rút độc nữa chứ vẫn chơi đâu. Đây là gì đây? Cô. Ủa mình thấy con ong nó nhỏ xíu đâu phải ông già bự chảng đâu anh em kìa. Mà bay lẹ thiệt. Nó bay lẹ hơn cái đàn này nè. Cái đàn này bay chậm ha. Đó, cũng tầm chục con đó anh em à. Còn cái này thì mình sẽ cưỡi nguyên ông bự luôn ha. Anh em có thể sử dụng cái này để mình áp dụng di chuyển cho lẹ lẹ xíu. Rồi khi mà cái con ong bự này nó đụng vào một cái nhân vật nào đó mà mình BBB cũng như là những con quái, những con boss thì sẽ bị rút độc ha. Không phải ông bị rút độc nha anh em, mà những cái người chơi khác và là những con quái, con boss sẽ bị rút độc. Còn ông sẽ nhả độc vào những cái người chơi khác cũng như là con quái và con boss. Còn cái chiêu này nè, mình thấy chưa rõ nè. Coi thử coi. Ôi. Cũng là ông anh em mà tầm có 2-3 con à. Nhưng mà mình mẩy nó xanh lè xanh lét là thấy độ nguy hiểm cao rồi nha. Mỗi lần mà mình thấy cái gì mà mình mẩy xanh lét là mình thấy là cái con ong đó là cũng tới thời điểm lắm rồi đó. Chắc độc cũng kinh khủng lắm đó anh em à. Gai. Độ nguy hiểm của những con ong này không thể lường trước được. Rồi triệu hồi đâu ta? Đã chơi vậy thôi. Khi mà anh em gồng cái chiêu Z lên rồi ha. Triệu hồi. Đó, anh em bấm Z một cái anh em sẽ triệu hồi con ong bự ra ha. Rồi mình cũng đơn giản là bấm thanh dài đi bay. Nhưng mà có điều là nó tốn stamina kinh quá anh em. Anh em thấy lóng cam nó rút không? Đó. Rồi anh em bấm X để đi xuống. Còn trên điện thoại thì anh em tự tập cách thao tác đi nha. Chứ mình thật sự là mình không có biết ở trên điện thoại anh em à. Anh em thấy có một clip mình chơi trên điện thoại trời ơi. Y như là mấy người mù á. Không mà thấy được cái gì hết à. Phím tùm lum từ lưa hạt dưa hạt mè hết. Mỗi lần đi á, là toàn là ôm tường với ôm gốc cây không à. Nên à, cũng mong anh em thông cảm em. Rất nhiều anh em cũng kêu mình thử test những tựa game khác trên điện thoại đi trời đất ơi. Đã mình chơi dở như vậy rồi à. Mình còn sợ bị anh em chửi ra. Anh em còn chúi mình test cho mấy bạn ném đá chọi gạch mình cho mình xây thêm mấy cái công ty xây dựng nữa hả. Khổ lắm anh em ơi. Cái clip đó là anh em đã cho ăn đá ăn gạch đủ rồi. Hên là không có dép lào với củ chổi anh em phan thôi. Trời ơi vô gì. Trời sao anh ngu quá được các kiểu. Nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà thật sự mà mình mới chơi thao tác trên điện thoại thì phải vậy thôi anh em à. Nó lụm khụm tại vì mình chơi trên PC quen rồi. Nên là cũng mong anh em vậy bạn không tạo cảm em. Rồi bây giờ mình sẽ giữ chuột nè. Giữ chuột ha, Z thử coi. Có ra gì không? Không. Không anh em à. Nó không có chiêu ẩn gì hết à. Chiêu ong này chỉ vậy thôi. Ủa quên chứ. Quên mình biến thành con ong bự đó mình test thử chứ quy coi anh em. Có ra gì đúng không? Trời ơi, chưa test thử gì hết à. Rồi. Mình test là phải test tới nơi làm tới bến chứ anh em. Rồi. Ong đâu? Đó, bay lên. Ở trên đây kết ấn được không? Trên đây vẫn kết ấn được nha anh em. Vẫn thả ong còn nữa. Cái gì vậy? Được lắm. Ông xanh lè xanh lét. Rồi bạn đó chưa đủ 300 để mình BB anh em à. Rồi hết stamina rồi. Hết stamina cái dục con ông luôn anh em. Trời đất ơi. Mình tưởng ra là nó rút cái lóng MD thôi. Nó chơi nó hết cái lóng cam rồi. Nó phan nó liện coi ông dục ông mất tiêu luôn. Cái kỳ à, nghe trớt à. Cũng nhẫn thực của một tập dữ dội mà. Nhưng mà tập đó bị diệt vong rồi anh em.
bị tập của ai ta, tự nhiên cái quên ngang xương cái tập đó rồi. Rồi cái máy này đang chơi cái nó giật giật ra ngoài. Như là tập Abu Rame đó anh em, mình nhớ không nhầm là vậy, đúng rồi. Tập Abu Rame chiến đấu với tộc Kimizuru. Khi mà tộc Kimizuru được mệnh cái gì ta, được nhận nhiệm vụ từ làng đá tấn công làng lá, thì hai cái tộc này chiến đấu nhau ha. Một tộc thì thả bọ, còn một tộc thì chiến đấu bằng ông. Trời ơi, cuối cùng tộc Abu Rame của làng lá chiến thắng. Rồi tộc Kamizuru bị diệt vong, mà chỉ còn có vài thành viên à. Cái đó là trong cái tập mà Naruto đánh rắm vào cái con bọ đó anh em. Sau khi mà tìm được cái con bọ cho nó nở ra để tìm tung tích của Sasuke á. Nghĩ là anh em cũng đã xem qua đúng không? Nên là cũng không cần mình phân tích gì nhiều em. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu reset lại nè. Rồi mình test lại ba chiêu này nữa. Rồi coi như là mình sẽ uplift ha. Thì nếu mà anh em thấy cái chiêu thức này hay hấp dẫn đó, thì anh em có thể cố gắng quay ra để xài. Nhưng mà mình nghĩ là anh em đã quay ra được Sharingan, Rinnegan, những nhẫn thuật khác thì ít ai xài cái này lắm anh em à. Xài cái này á còn thua xài cát của Gaara nữa, mình nói thiệt. Cát của Gaara đó thì anh em bay á, anh em chỉ tốn một chút ít stamina. Còn này hả, triệu hồi ra con ong hả, mình thấy cũng to đùng, cũng bự chảng, cũng xám hồn, xám gió lắm. Mà cuối cùng nó bay ngay trước thì chứ. Đó, anh em thấy nó rút stamina không? Đó, mình cứ từ từ thôi. Trời, đứng yên chỗ cũng rút nữa anh em ơi, chết rồi. Rút quá nhanh đi. Ở trên đây thì mình có thể kết ấn được cái chiêu V nha anh em. Đó, mình thả đàn ong ra em. Còn trên đây mình sẽ không kết ấn được chiêu B và chiêu N. À, chiêu N được nè. Mình tưởng nó không được chứ. Nè, chiêu N được nha anh em. Vậy là chiêu V và chiêu N, vậy là chiêu chiêu đầu và chiêu cuối này thì mình kết ấn được. Còn chiêu chính giữa này, tại vì mình triệu hồi cái con ong bự ra đó anh em, nên là mình kết ấn không có được ha. Đây nè, đó. Nó bự bự thôi chứ cũng bé nhỏ anh em à. Nó đâu có bự lắm đâu. Cái gì vậy, trời con. Con gối ta. Ghê gớm thiệt chứ. Rồi, mình gồng lên. Nào quá. Tội. Mấy bạn phá phá này không đủ cấp nha. Chứ đủ cấp là mình tém luôn rồi. Rất nhiều anh em cũng kêu mấy bạn phá anh cứ tém đi. Kỳ này là nghe lời mấy bạn tém thiệt rồi nha. Mấy bạn này chưa ai đủ cấp hết anh em à. Nên là con ông cũng bay ngang nhả độc không được ha. Đây nè, chiêu này mạnh lắm nè anh em. Ý gì nè. Ô oh. Khi mà bị trúng cái chiêu đó đó là nó bị một cái lớp sáp á anh em. Cái lớp sáp á dính trên người. Sáp hay là mật ong gì đó. Nè, lại nè. Đó anh em thấy không? Coi như là cái chiêu đó chiêu stun thì mình sẽ kết hợp với cái chiêu này nè, nó mình bay ngang ra cái mình nhả độc ha. Rồi chiêu V này thì chỉ có mấy chục con ong thôi anh em à. Nó bay thẳng về phía trước công kích đối phương em. Coi như là mấy con ong cảm tử á, lao vào là chết luôn. Không có con nào sống được hết. Ở đây thì không có chiêu nào ẩn hết. Rồi xong. Kết thúc. À, từ từ. Kìa bạn đó cũng xài cái nhẫn thuật con ong kìa anh em. Nói chung là nhẫn thuật con ong đa số á, mấy bạn nào mà chơi ở cái rank đầu tiên á, anh em chưa lên rank á, anh em quay thế nào cũng ra à. Nhân thần ông này anh em thấy 1/75 chứ dễ ra lắm. Dẹt à, khó khăn gì hết à. Đâu thử chiêu quy kìa. Không, chiêu quy mình thử rồi, không có gì hết ha. Chiêu ẩn cũng không có. À nè. Ừ, ít ra cũng phải vậy chứ. Mình lo xài chiêu ẩn không à, anh em không lo phun mấy cục mật này ha nó. Mình sẽ bay trên cao mình phun xuống nè. Còn chiêu chứ. Quên. Cứ lo giữ chuột phải không bấm chuột trái anh em. Còn tí trớt chiêu nữa rồi. Nếu mà có bị trớt chiêu nào đấy thì anh em cứ comment bên dưới góp ý cho mình ha. Là mình sẽ cố gắng thêm bớt gì vào những video sau. Video sau thì coi như là mình chỉ xài cái Genkai đó sơ lược thôi để nói về cái chiêu còn thiếu sót của mình mà mình vẫn chưa review trong video lần trước em. Rồi video ngày hôm nay thì mình nghĩ là cũng nên kết thúc tại đây là vừa rồi anh em à. Khá là dài rồi em.
Thì mình cũng gửi lời cảm ơn rất nhiều anh em và các bạn đã bỏ không ít thời gian ra theo dõi video. Và hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và sắp tới của mình nha. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em nha.